Chưa kể là một số người cho là cả 3 triệu hải ngoại này không thể nhân danh là tổ quốc Việt Nam được, mà nói chuyện đất nước Việt Nam. Thành những chuyện phi lý như vậy, tôi bảo họ nếu thật sự họ yêu nước thì phải họ ngồi im mà biết suy nghĩ, chứ đừng có hành động đi theo một lũ côn đồ, một lũ rất là hám danh hám lợi, rồi thì là lường gạt mọi người, cứ nhân danh chánh nghĩa quốc gia, rồi nhân danh chống cộng, rồi nhân danh tự do dân chủ mà đi lường gạt người ta không à. Tôi nghĩ rằng tôi phải nói rằng những cái sự chống đối ở bên này nó to tiếng lắm, nó ồn ào lắm, nhưng mà rất thiểu số. Cái hải ngoại nó buồn là cái điểm đó. Mà nếu mà người ngoại quốc hay người trong nước mà nhìn vào những cái người hề đó mà nói đấy là hải ngoại thì thật sự là nhầm. Đã 30 năm nay rồi mà cái người Việt hải ngoại chưa có một cái tổ chức thống nhất. Mặc dù là cứ hàng ngày trong 30 năm liền rồi, bất cứ ở địa phương nào, bất cứ một ông chính trị gia nào, bất cứ một tờ báo, một ông bình bút nào cũng là ra giả 30 năm nay nói rằng chúng ta có sức mạnh, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có chất xám, chúng ta có tiền. Bây giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết là chúng ta có thể là có một cái sức mạnh để mà hỗ trợ cho sự thay đổi của trong nội địa. Nhưng mà từ 30 năm nay chưa bao giờ ở hải ngoại làm được chuyện đó, và tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm được cả. Tại sao? Và tại sao không có chuyện họp lại nếu vậy được? Bởi vì kinh nghiệm 30 năm nó thấy nếu mà tất cả mà tiền nó tụ vào cho một anh ấy mang tiền nó, anh ấy đi trốn luôn. Những khuôn mặt mới 30 năm của hải ngoại là toàn những anh kèo, anh cột, toàn những anh gian lận hết.